Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 có nhiều giải pháp đến từ các trường học và cơ sở giáo dục. Các giải pháp sáng tạo đạt giải đã góp phần vào công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiết dạy toán của thầy giáo Nguyễn Đình Thức, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn luôn thu hút các em học sinh dù ở khối lớp nào. Phân tích, hệ thống, liên kết các kiến thức về số học với dãy số, phát triển tạo ra lớp bài tập mới có kiến thức phức hợp, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy. Thầy giáo Nguyễn Đình Thức luôn tạo cho học sinh niềm cảm hứng với toán học, chứ không đơn thuần chỉ là những phép tính khô khan. Khi con được thầy dạy phương pháp đó trên lớp để là con áp dụng vô những bài tập mà con đang dùng, thì con cảm thấy đó là một phương pháp rất là tuyệt vời và dễ hiểu. Nhờ nó mà con có thể nhìn thấy được những cái vẻ đẹp, những cái khía cạnh khác của toán học, và con cảm thấy rất là thích thú với cái phương pháp đó. Số học là một chuyên đề khá hay và quan trọng đối với các học sinh bậc trung học phổ thông. Dãy số là hàm số xác định trên tập hợp số tự nhiên, là bước chuyển từ tư duy tĩnh sang tư duy động, từ đại số sơ cấp sang giải tích hiện đại, từ toán sơ cấp sang toán cao cấp. Tài liệu về số học trong dãy số giảng dạy tại các trường trung học phổ thông hiện nay chưa đề cập về phương pháp giải một cách hệ thống. Nội dung tính chất số học của dãy số rất đa dạng, kết quả phụ thuộc vào thử nghiệm, khó nhận ra kiến thức bổ trợ. Trong khi đó, các bài toán số học của dãy số luôn xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, làm cho học sinh khó tư duy xử lý, thiếu tự tin khi làm bài. Để nâng cao chất lượng giảng dạy cho các lớp chuyên toán, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi cấp quốc gia, thầy giáo Nguyễn Đình Thức thực hiện sáng kiến chuyên sâu, sử dụng phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dãy số từ đề thi học sinh giỏi hiện nay. Sáng kiến là nguồn tài liệu nâng cao cho giáo viên và học sinh, giúp cho học sinh năng khiếu toán, có niềm đam mê nghiên cứu khoa học sau này. Cũng giống như các cái lĩnh vực toán học khác, thì toán học không có xa rời hai nguyên lý. Thứ nhất là nó bắt đầu từ thực tiễn để chúng ta khái quát khó lên thành những vấn đề toán học. Và cái thứ hai là toán học bắt nguồn từ các bài tập cũ để mà người ta phát triển tư duy để tạo ra cái bài tập mới. Thì cái cách mà trình bày của đề tài mình cũng không ngoài hai cái phương pháp đó. Sáng kiến của thầy giáo Nguyễn Đình Thức đã được công nhận có phạm vi ảnh hưởng trong ngành giáo dục tỉnh năm học 2019-2020, được Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán chọn báo cáo trong lớp bồi dưỡng giáo viên dạy chuyên khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hiệu quả của sáng kiến là đã được giảng dạy cho các lớp chuyên và các đội tuyển học sinh giỏi môn toán dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, giúp các em yêu thích, đam mê và mạnh dạn hơn khi nghiên cứu các loại toán số học. Từ đó, thành tích các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Và giải pháp của thầy Thức là một trong những giải pháp mà đạt giải của nhà trường. Thì cái giải pháp của thầy là nó tham gia vào những cái chuyên đề chuyên sâu và dạy học môn chuyên và đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Và nó góp phần tạo nên cái số lượng giải và cái chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia cũng như các cái cuộc thi khác của trường chuyên Lê Quý Đôn và góp phần cho chất lượng chung của tỉnh Bình Định. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống. Sáng kiến giải pháp của thầy giáo Nguyễn Đình Thức được Hội đồng Giám khảo hội thi đánh giá cao về tính mới cũng như khả năng áp dụng vào thực tế giảng dạy ở các cơ sở đào tạo và đạt giải nhì ở lĩnh vực giáo dục.